bậc ba 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 mới. Bậc phong thái lịch lãm nam tính. Bậc tự tin làm chủ tình huống. Và bậc cử chỉ đẹp mọi lúc mọi nơi. Dấu ấn riêng của anh đấy. Ba 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 với dấu ấn mới trong thiết kế, bật lịch lãm, sáng tự tin. Thưa quý vị, vào bếp có gì ngày hôm nay thì Hồng Phúc đang có mặt tại Phủ Tây Hồ. Và đến với Hà Nội, đến với Phủ Tây Hồ thì chắc hẳn là quý vị sẽ không bỏ lỡ món bún ốc. À, ngon lắm thưa quý vị. Chúng ta có ốc này, có đậu hũ và có cà chua. Và đặc biệt là cái nước bún ốc này rất là quá ngon luôn. Và ngoài những cái món ăn ngon, ngoài những cái cách mà các quý ông vào bếp để tặng cho một nửa yêu thương của mình như thế nào, cách chế biến món ăn ra sao, thì vào bếp có gì còn kể cho quý vị nghe rất nhiều những câu chuyện hấp dẫn và xúc động. Và một câu chuyện đang được diễn ra tại Phủ Tây Hồ chúng tôi cũng sẽ giới thiệu đến quý vị ngày hôm nay, đừng bỏ lỡ quý vị nhé. Dân gian có câu bằng tuổi nằm duỗi mà ăn, có vẻ như điều đó ứng với vợ chồng anh Dũng chị Hà ở Tây Hồ Hà Nội. Một gia đình hạnh phúc của hai trái tim cùng nhịp đập. Ngày hôm nay, chương trình Vào Bếp Có Gì đến thăm gia đình. Thưa quý vị, cái câu chuyện mà Phúc vừa chia sẻ với quý vị đó là câu chuyện của gia đình anh Dũng và chị Hà. Gọi là anh Dũng và chị Hà thôi, thật ra là chúng tôi bằng tuổi nhau. Thân nha. Mà canh thân á là yêu say đắm lắm, nhưng mà cãi nhau cũng tưng bừng, đúng không? Tại vì thật ra là gia đình của mình thì cũng như thế, đó là thực ra gây nhau để mà yêu nhau, hiểu nhau nhiều hơn. Bây giờ thì nói vui một tí về cái không khí những người tuổi thân với cái việc mà ngày hôm nay thì không biết là mọi ngày thì là ai là người hay vào bếp nhiều nhất? Dũng hay Hà? Mình ạ. Hà nhiều nhất. Vâng, em. Dũng thì sao? Em thì thỉnh thoảng ạ. Đi làm? Vâng, em đi làm. Thật ra thì các ông chồng thích vợ của mình nấu cơm, nấu ăn, mặc dù là có thể là ngon không ngon mà về thấy vợ có cơm nước sẵn sàng để như mình thấy đó, ấm cúng đúng không? Vâng. Nhưng người, khi mà hai người quen nhau, lấy nhau thì cái kỷ niệm đẹp nhất của hai người đó là cái gì? Chắc là bọn em hay trải nghiệm cùng nhau trong những các chuyến đi, hay đi du lịch cùng nhau. Như vậy thì lúc đi du lịch cùng nhau đó thì ăn uống như thế nào? Ăn tiệm hết? Vâng, rõ ràng ạ. Sẽ ăn ở các cái nhà hàng người ta nấu những cái món địa phương của họ. Tại sao Dũng không thử nấu lúc như lúc đó đi có hai vợ chồng nấu cho vợ ăn? Đi du lịch thì những cái món ăn ở địa phương hoặc là những cái món gia vị mình rất là khó kiếm để mình chế biến. Nếu mà khó ăn quá mình mang mì gói đi thì pha ăn vậy. Nhưng mà Hà nó Hà không ngại, có là nấu, chỉ cần Dũng nấu bất kỳ món gì Hà cũng ăn đúng không? Và cũng đều thích, tại bố chồng mình nấu nó thương. Và Hà có muốn kiểu đấy không hay là muốn chồng như cũ là 8-9 giờ tối về? Có chứ ạ. Muốn là buổi chiều chồng thỉnh thoảng sẽ về có thể kể những câu chuyện hàng ngày đi làm như thế nào trong lúc mình nấu ăn, hoặc là nhặt rau đớp mình, hoặc là chơi với con để mình nấu cơm. Thấy chưa Dũng? Để người ta lên tiếng rồi đấy. Cho nên bây giờ ngày hôm nay Dũng nghĩ rằng là với Vào Bếp Có Gì thì Dũng có thể làm một cái món, làm một cái quà gì đó để tặng cho vợ mình không? Em sẽ cố gắng làm những cái món gì mà có thể vợ em thích. Chắc chắn không? Chắc chắn. Và phải làm được nhé. Vâng, tức là nếu mà em sẽ cố gắng thì em chắc chắn em sẽ làm được. Rồi. Như thường lệ, nhân vật sẽ trợ giúp cho anh Dũng trong thử thách khó khăn này là đầu bếp danh tiếng Phạm Tuấn Hải. Chúng ta hãy chờ xem món ăn tặng vợ của anh Dũng ngày hôm nay là món ăn nào nhé. Rất là vui được gặp em ở đây. Vâng. Nhưng anh thấy em hôm nay sao thấy có một chút gì đấy hơi lo lắng. Vâng, em cũng đang định làm một món để dành cho bà xã cho em. Vâng, nhưng mà em chưa biết định làm món gì. Vợ em thì thích món Âu nhưng mà em lại thích món Á thôi ạ. Thì em cũng muốn anh tư vấn cho em một món Âu để em làm cho vợ em. Tại sao em không cứ nghĩ rằng là món Âu cũng đơn giản như những cái món Việt Nam mình làm? Em cũng không ăn được cái đồ béo, đồ ngậy ngậy. Đối món Âu ấy thì anh nghĩ rằng là đừng quan niệm nó là món béo. Ví dụ như anh nói em nghe nhá, salad dầu chanh này, hoặc là cá hồi với sốt bơ chanh này. Vâng. Nghe từ bơ thế nhưng thực ra cái hàm lượng bơ rất là ít. Anh nghĩ rằng là chắc là mình không cần phải lo lắng đâu. Vâng. Bây giờ anh em mình về mở tủ xem là trong tủ mình có cái gì. Vâng. Với các nguyên liệu chính là cá hồi và khoai tây, đầu bếp Tuấn Hải khuyên anh Dũng thực hiện hai món ăn theo đúng phong cách châu Âu. Đó là cá hồi sốt chanh dây và khoai tây nướng phô mai. Và bây giờ là lúc bắt đầu thử thách thực sự dành cho anh Dũng. Đồ đạc mình chuẩn bị cũng tương đối là ổn rồi đúng không? Vâng ạ. Mình sẽ bắt tay vào để làm. Trước khi làm Hải cũng tặng anh một món quà. Hải nghĩ rằng đây là một món quà rất là ý nghĩa. Tặng anh đây là cái bếp từ. Là một trong những cái loại bếp hiện đại tại thời điểm này. Trước tiên làm nó thì bây giờ mình luộc khoai tây trước. Mình cho khoai tây vào mình luộc trước ha. À mình luộc hoặc mình hấp cũng được. Khoai tây mình để vỏ luôn nhá. Không cần phải, mình chỉ việc làm sạch thôi.
Hôm nay cảm giác của tôi và bếp rất là tự tin, thoải mái vì có sự trợ giúp của đầu bếp Phạm Tuấn Hải. Bây giờ đến mình sẽ làm cá, mà làm cái phần cá cho anh. Cá mình lấy ra. À, phần vậy này mình phải lọc cái phần phần thịt cái da này ra nhá. Để anh sẽ làm trước một miếng, sau đó thì em sẽ làm nhá. Đây là hai cái phần xương mà mình phải rút nó ra. Em làm lọc nốt cái phần cá này cho anh ấy. Đây, cái này mình có cần thêm một chút chanh để mình khử cho nó. Nếu như mà mình những phần giả dụ như mình mua về nguyên con thì mình có thể mình khử. Thế nhưng mà những cái cá mà người ta đã làm sẵn cho mình rồi ở siêu thị rồi á thì đôi khi mình cũng không cần. Thì là cái bản thân cái mùi của nó cũng hết rồi. Em yêu anh. Anh yêu em. Để tiết kiệm thời gian, các công đoạn làm hai món ăn theo phong cách Âu này được đầu bếp Tuấn Hải đang xen. Sau khi sơ chế qua cá hồi, khoai tây cũng vừa chín và được nhồi phô mai. Có vẻ như anh Dũng cũng khá vất vả trong việc bào phô mai và lóng ngóng trong việc nhồi nó, và những củ khoai tây được bỏ bớt ruột còn nóng. Cuối cùng thì món ăn kèm khoai tây nhồi phô mai cũng hoàn hảo và được đưa vào lò nướng. Hàng ngày thì cái việc bếp núc rồi việc sắp xếp các cái đồ trong bếp thì đều là việc của tôi. Thành ra là anh Dũng hôm nay lần đầu tiên anh ấy làm những cái món như này thì có thể là anh sẽ khó trong cái việc là tìm đồ để làm cho món ăn tốt hơn. Mình lấy một ít rau rau thơm. Ồ, cái rau này sao ở nhà mình trồng hay sao mà nó tươi thế? Nhà em trồng trên tầng thượng. Em bóc cho anh một ít lá không ạ? Lá không thôi. Thì mình bằm nhuyễn nó ra. Cái lá đẹp thì mình để tí nữa mình để co. Bánh mì để làm gì anh? Cái này bánh mì này là để mình băm nó ra, xong rồi mình sẽ lấy cái bột này để mình phủ lên trên cá để mình nướng. Lớp bột bao từ bánh mì gối, rau thơm, hạt tiêu, marinara sẽ tạo hương vị lạ cho cá hồi nướng. Và trước khi đem bỏ lò, món cá sốt chanh leo với bơ, đường, sữa tươi cũng được đầu bếp Tuấn Hải chỉ cho anh Dũng chuẩn bị sẵn sàng. Cho hết vào. Thêm muối, xíu đường. Cho đi. Thôi. Quá. Can tươi đâu. Rồi. Hai thìa này là vừa đủ rồi. Vâng. Vì cũng chưa làm cái món Âu bao giờ nên là cảm giác cái món gia vị cho vào là thấy khó nhất thôi. Khoai tây nướng phô mai đã xong và cá hồi cũng được bỏ lò. Giờ là lúc cần đến sự khéo léo hơn nữa, đó chính là phần trang trí món ăn. Nhưng có vẻ như sự xuất hiện của người dẫn chương trình Hồng Phúc một lần nữa lại làm cho anh Dũng luống cuống. Cái phần này là một món này, và cái phần ăn kèm là mình ăn với cả cái khoai này luôn. Rồi bây giờ em bỏ đi, mình làm lại từ đầu. Tại vì nãy giờ anh Hải làm mà anh này bây giờ Dũng đâu làm đâu. Đúng không? Bây giờ ai nấu? Từ nãy anh nhớ em làm rồi đúng không? Yeah. Phải không? Sao mặt ngơ ngác vậy? Cuối cùng ai nấu? Sao đang nấu đi rửa mặt, mặt mày ướt cho em nghe kìa. Đóng mồ hôi anh. Đây, lau mặt cho nó sạch sẽ đẹp. Sao toàn trái cây ăn sốt ruột làm sao? Ăn cho nó mát đẹp da anh. Rồi. Cuối cùng là nấu món gì? Để giờ anh nấu món gì vậy Dũng? Em giới thiệu đi. Anh nghĩ rằng là em đủ tự tin để em giới thiệu. Đây là món cá hồi sốt chanh dây. Cá anh hồi sốt chanh dây. Đây là những cái món này để ăn kèm với ăn kèm với cá. Cá đâu? Cá em đang bơi à, chưa đi bắt ra sao? Đang chiên anh ạ. Đang chiên trong lò. Vâng. Rồi. Thôi từ từ. 9 cá rồi, chạy ra nhanh lên. Lo cá vụ cá, lo vụ cá đi, nhanh vụ cá đi trước đã, nhanh lên. Thấy chưa? Vàng đẹp luôn. Rồi em đặt. Ok. Rồi, bắt đầu mình sẽ giữ nhá. Rồi mình ra cho ra bắt đầu. Cái lúc này là lúc quan trọng này. Ôi, đấy, từ đừng có run để làm sao nguyên mê nhá, nguyên miếng nhá, đừng bể nhá. Đừng bể nhá. Ê, không, đừng làm thế. Đấy. Lấy cái này đỡ lại, đỡ nó, đưa đặt xuống. Đó, thấy chưa? Rồi. Đặt ngang. Úi xôi. Bây giờ đến phần sốt thế nào đây? Phần sốt đây, phải ngoáy sốt lên. Đó. Chanh dây để cho nó sánh cái sốt vào, cho nó mượt cái sốt á. Sốt là phải sánh và mượt. Đó.
Đấy, tất cả những cái phần mà nổi của bơ là mình phải đánh đều lên, đánh đều cho nó quyện đều mới sốt lên. Tức là anh Hải mua sẵn ở siêu thị và về vào đây đổ vào và đổ vào đây thôi chứ không phải tự làm. Cãi đi. Tự làm hết mà anh. Tự làm cái cãi. Có cái gì trong đấy? Trong này gồm có chanh leo này và bơ. Rồi đấy, đấy. Tan nó lên, tan bơ lên và cho chanh leo vào. Đúng rồi. Đường, sữa, đường. Kem tươi, đúng rồi, đấy, rồi đổ, đấy không có để đấy, để nguyên, đổ vào trong cái, múc từng thìa một thôi, đấy, múc từng thìa một thôi, đấy, múc vào, để cứ để cho nó chảy tự nhiên nhá, để cho nó chảy tự nhiên, không có gì mà phải sợ nó cả, đấy, đó, để cho nó chảy tự nhiên, chảy ra đã, đó, ok, đó, rồi xong bây giờ anh nghĩ rằng là em phải bê lên để mời vợ ngay thôi. Vâng. Chứ không để nó nguội là nó không được ngon nữa. Nhá, ok. Thế thôi chắc là em phải đi theo Phúc rồi, anh phải đi công việc khác đây. Ok. Mà em có tự tin không? Em tự tin. Tự tin nhá, về phải nói rõ từng bước một để cho là vợ biết rằng là chứng minh mình làm. À, mình nhớ là ở trên vườn mới có hồng, nó cầm thêm bông hồng đi. Ok, thôi đi nhá. Rồi, ok, cảm ơn em. Em ơi, hôm nay anh làm một món cá hồi sốt chanh dây cho em. Lúc sáng thì anh có lên vườn hái một ít húng rau húng Bắc Hà ấy. Thì anh thấy một bông hoa đẹp, anh hái tặng em. Ồ, cảm ơn anh. Trời ơi. Đấy, anh Phúc anh cũng nổi hết cả da gà. Thôi bây giờ xong rồi, anh bỏ tạp dề ra nhỉ? Bỏ ra. Đây, anh giúp em. Rồi, bây giờ là thấy là rồi, ngồi xuống nè. Bây giờ đã có hai món rồi thì giống như nãy mà anh với Hà chia sẻ đó là đang lo là Dũng có nấu được không. Nhưng bây giờ đã xong rồi đây này, hoành tráng. Thử em đi nhìn xem. Em thử. Thử. Rất đẹp ạ. Thử đây. Em chấm điểm. Thế mình cùng thử anh nhé. Lên đây vẫn còn rung tay. Em thấy anh đẹp dài quá anh Dũng. Chỉ vì là sợ MC chặt chém mà phải khen MC lấy lòng. Nhưng tôi vẫn cứ chặt. Vô cái này nè. Vô đĩa đây. Vô rồi. Thử nha. Vâng ạ. Nghĩa là anh nghĩ là chanh dây vào nó sẽ bị chua, giống như mình hay ăn bánh chanh dây nhưng mà nó lại không có chua. Vâng. Nó lại vừa. Nó hơi giống như là nó hơi một tí ngại ngại cái vị chua lên thôi bạn. Cái này là do cái nước sốt chanh dây. Vâng. Rất là ngon anh ạ. Vị cái sốt cũng rất là vừa. Anh ăn cảm nhận và chấm điểm cho em với ạ. Em tự tin là sau em làm tiếp cho vợ em nào. Em đi em nói. Anh nấu ngon quá. Em không nghĩ là anh nấu ngon như thế này anh Hải à? Đâu, anh Hải phụ giúp em thôi. Chứ ai nấu? Em nấu. Sao nãy em đừng nói anh Hải nấu? Không, anh chỉ phụ giúp em thôi, anh chỉ bảo em cách làm đấy. À, xin lỗi quý vị, xin lỗi đầu bếp Dũng. Nói chung là một cái món quà mà Dũng dành tặng cho anh khi mà tới Hà Nội đó, rất là ngon, đúng không? Để mà em nấu tặng cho anh hả? Em nấu, thực ra là khách đến nhà thì em tiếp. À, rất là nhiệt tình. Có thật ra là muốn đuổi về làm luôn á. Mà tại vì thấy một cái ông MC cũng ăn cũng ngồi bây giờ nên là cũng khó chịu. Thôi thì bây giờ còn một cái món nữa thì chắc là để cho Hà sẽ thử và Hà sẽ chia sẻ cái cảm xúc với ông xã của mình. Và bếp có gì ngày hôm nay cảm ơn Dũng và Hà đã dành thời gian cho chương trình rất là nhiều. Hy vọng rằng là sẽ gặp lại hai vợ chồng trong một cái chương trình gần nhất và dạ, một cái món ăn nữa dành cho khán giả. Dạ, chúc cho hai bạn bao nhiêu giờ mà bao nhiêu năm nhỉ? Bao nhiêu 11 năm đúng không? Vâng 11 ạ. Năm thêm cái 111 năm nữa hạnh phúc. Wow. Cảm ơn anh. Quý vị nhớ đón xem Vào Bếp Có Gì vào lúc 21:05 tối Chủ Nhật hàng tuần trên sóng VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam và hãy là người chơi của chúng tôi bằng cách truy cập vào fanpage Vào Bếp Có Gì. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau nhé. Cảm ơn Dũng rất là nhiều. Em cảm ơn nha. Hai vợ chồng tiếp tục thử một món nữa. Chào hẹn gặp lại nha. Bye bye. Bật ba mới. Bật phong thái lịch lãm nam tính. Bật tự tin làm chủ tình huống. Và bật cử chỉ đẹp mọi lúc mọi nơi. Dấu ấn riêng của anh đấy. Ba với dấu ấn mới trong thiết kế. Bật lịch lãm sáng tự tin. Hôm nay ông xã vào chơi cái chương trình Vào Bếp Có Gì thì tôi tự nhiên cảm thấy vui là sau cái bữa này có thể là chồng mình sẽ giúp đỡ mình trong việc làm bếp hoặc là sẽ chia sẻ với mình biết là mình vào bếp mình sẽ vất vả như thế nào. Mời quý vị hãy theo dõi và đăng ký tham gia chương trình qua fanpage
vào bếp có gì hoặc email vào bếp có gì @gmail.com để trở thành nhân vật của chương trình trong các số phát sóng kỳ sau.